menggunakan info tôi cùng với bạn đại đội đoàn đã sẽ là tân xuất huyết xin thành cung chia buồn cùng với gia đình thì sự ra đi của ông Tô Ba Phan Kim Bộ và chúng tôi cũng xin được hiệp ý với gia đình cùng cầu nguyện trong thánh lễ này xin Thiên Chúa và cha đã thiên từ thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót và ơn ơn chấp phạt và xin Chúa cho ông sớm được đầy hưởng hạnh phúc công nhân này. Giờ đây là đầy hội của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận chúng ta được thành công an thân sáng hối. Tôi ngủ nhận cùng nhân Chúa toàn năng và cùng hai chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng đời nói việc làm và những điều thiếu sót lỗi tại tôi mọi lần vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước bà Thiên Chúa Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, con một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trong cảnh vững vàng. Chính Đức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ông Tô Ma Phan Kim Bộ được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hàng sống và hiển trí cùng Chúa để thiết vơ cho anh thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài viết sách Công Văn. Người công chúa dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ vì tuổi thọ đáng tính. Không phải đời sống lâu cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sống hơn tỷ đố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã bỏ đi kẻo chỉ hơn họ bị khói ra nát biến đổi hay tâm hồn nọ bị tật xào cá thìa lừa vì sức nghi hoặc của sự ác làm lưu mờ dục thiện và dục vọng say cuồng biến đổi tâm hồn chất pháp. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn thì kể như là hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời biết thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn thương xót những kẻ người tuyển chọn và kính thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Yeah.
Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: Em chỉ sẽ sống lại. Cô Martha thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không? Cô Martha đáp: Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa tất cả anh chị em, khi nghe tin Đức Giêsu đến Bethania, cô Martha liền ra đón cả và nói với Đức Giêsu rằng: Nếu thầy có mặt ở đây, em con đã không chết. Đó là những lời của Martha đã nói với Chúa Giêsu khi phải chứng kiến cảnh em mình phải chết trong lúc còn rất trẻ. Khi nghe những lời ấy, chúng ta có cảm nhận rằng tâm trạng của Martha lúc này thật là xót xa, đau buồn, thật là cay đắng và nuối tiếc về chuyện cuộc ra đi đột ngột ấy của em mình là Lazaro. Và có lẽ tâm trạng ấy của Martha cũng thật giống với tâm trạng của tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ An Tân của chúng ta hôm nay, nhất là của những người thân yêu trong gia đình và trong dòng họ của ông Thoma Phan Kim Bộ trong lúc này. Bởi vì sự ra đi của ông Thoma không chỉ để lại một sự trống vắng cho mọi người trong cộng đoàn, cũng như trong gia đình và cho những người thân của ông, mà còn là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Nó làm cho những người họ ở lại như chúng ta cảm thấy một sự quay quắt đến xa thiết và tê tái. Nó gây ra vết thương lòng vừa to lại vừa ăn sâu trong tâm hồn của mỗi người mà không dễ gì có thể lành ngay được. Nhưng thật may mắn cho chúng ta vì Thiên Chúa đã đấng thấu suốt tất cả mọi sự. Chính người đã đọc được tất cả những tâm tình đó của chúng ta, chính người đã hiểu rõ tâm trạng đó của chúng ta, nên từ xa xưa trong cựu ước qua tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã từng phán, đã từng phải sống lên những lời đầy an ủi: Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt lệ sầu và sẽ không bao giờ còn phải rơi xiết khóc than. Vâng, nước mắt sẽ còn chảy mãi và chiếc khăn tang cũng sẽ còn chảy dài trên khuôn mặt của con người. Bao lâu mà sự chết chưa bị loại trừ và thần chết chưa bị đánh bại. Thế nhưng hôm nay chúng ta phải nhớ lại rằng mọi sự giờ đây đã được thay đổi. Thay đổi là bởi vì đã có sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Điều này đã được bộc lộ rõ nơi bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Trong lúc hai chị em Martha và
thế đã hiện diện để an ủi, để đỡ nâng và để ban ơn cứu độ. Vì thế sự hiện diện của Ngài bên cạnh tấm mộ của Lazaro không thể dừng lại ở nơi những giọt nước mắt khóc thương buồn nhớ nữa, bởi Ngài đã lên tiếng gọi người chết là Lazaro hãy ra khỏi mộ, và người chết đã đi ra, tay chân còn quấn đầy khăn vải. Và Ngài còn nói tiếp, hãy cởi khăn vải cho anh để anh đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xưa nay chẳng ai có thể làm cho một người đã chết và được chôn trong mồ đã 4 ngày mà còn được sống lại, chỉ cần với một lời nói và chỉ với một tiếng gọi. Và cũng chẳng ai có thể tháo cởi trói cột của âm phủ và của sự chết cho loài người chúng ta nếu không phải là đấng đã đến để tiêu diệt thần chết nhờ vào hy tế thập giá của Ngài. Vì thế thay cho những giọt nước mắt của mất mát, của chia ly và của sự đau buồn, thì giờ đây là những giọt nước mắt của sự xuân họp, của sự tái ngộ và của niềm hạnh phúc. Vâng, đây cũng chính là kết quả thật lạ lùng của điều mà chính Đức Giê-xu đã gọi đó là niềm tin. Như chính Ngài đã khẳng định với Ma-ta rằng: Ma-ta, nào Thầy đã chẳng nói với con rằng nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa đó sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, vinh quang ấy hôm nay Ngài đang ưu ái dành cho ông Tô-ma là người con và cũng là người phụ đệ trung tín của Chúa, là người mà đang cùng chúng ta hiệp dâng thánh lễ này, thánh lễ cuối cùng trong cuộc đời trần thế của ông. Nhìn vào cuộc ra đi này của ông Tô-ma, không ít người trong chúng ta đã phải phát biểu rằng chết đi ông thật sướng. Nhìn vào cuộc ra đi này của ông, chúng ta phải nói lên cái điều đó. Có lẽ chúng ta nói lên điều này, chúng ta chỉ nghĩ đến cái phần sướng, cái nói lên cái sướng về phần xác của ông, để ông khỏi phải chịu đau đớn và khổ. Và đúng thế thật, ông đã mang trong mình căn bệnh đã mấy năm trời chịu cảnh đau đớn, và cuộc ra đi này của ông quả là một sự sung sướng. Tuy nhiên, cái sướng về phần xác mà chúng ta đã nghĩ về cuộc ra đi này của ông làm sao có thể sánh ví được với cái sướng, cái niềm hạnh phúc mà ông có được về phần thiêng liêng, về phần linh hồn. Bởi trước lúc ra đi, ông đã được lãnh nhận các bí tích sau hết một cách hết sức xuất sắc. Hơn nữa, sự hiện diện của đông đảo những người thân trong gia đình, bạn bè và của tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ La Sơn chúng ta trong lúc tẩm liệt, trong lúc đọc kinh cúng viếng và đặc biệt là trong thánh lễ này đã nói lên một sự gần gũi và quý mến mà mọi người dành cho ông. Tất cả những điều đó đều là bằng chứng sống động về một cuộc đời của một người môn đệ trung tín của Chúa và về cuộc đời của một người đã bao năm âm thầm hy sinh để phục vụ gia đình, phục vụ cộng đoàn giáo xứ và phục vụ giáo hội. Thật vậy, có thành công nào mà không phải vô bằng những vất vả, những lao động? Có hạnh phúc nào mà không phải trả giá bằng nước mắt và hy sinh? Vì chân lý Chúa dạy vẫn luôn tồn tại, đó là qua đau khổ rồi sẽ đến vinh quang. Và điều này thật là đúng với hoàn cảnh của ông Tô-ma, một con người đã dám từ bỏ bản thân vì hạnh phúc gia đình, một con người
đã dám từ bỏ tất cả để phục vụ cộng đoàn giáo xứ, phục vụ giáo hội. Và điều đó chắc chắn là ông không chỉ đáng được ân hưởng trước mặt thế gian, nhưng còn phải được chia sẻ hạnh phúc thiên đàng như chính Chúa Giêsu đã từng hứa. Ai dám từ bỏ tất cả và thậm chí từ bỏ cả mạng sống của mình vì ta và vì phúc âm thì đáng được ân hưởng rất trăm, không những ở đời này mà còn cả ở đời sau nữa. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, ao ước đã là vậy, tin tưởng đã là vậy, nhưng thân phận con người chúng ta thường yếu đuối, bởi vì chúng ta mang trong mình bản tính xác thịt yếu hèn. Vì thế có thể nói rằng ông Thomas cũng không thể tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót đối với Chúa cũng như đối với tất cả mọi người. Vì thế chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện cho ông, xin Chúa nhân lành mở rộng lòng thương xót và tha thứ những lỗi lầm mà và thiếu sót của ông đã trách phạt vì yếu đuối của kiếp người, và xin Chúa cho ông sớm được vào được ánh sáng công nhân Chúa. Amen. Chúa ở cùng anh chị em, Chúa ở cùng cha mẹ, Chúa ở cùng thế, chúng con đã.
Chúa con cả ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và theo lời ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người mình hy vọng sống lại hạnh phúc đã chứa và trên chúng con, để những ai buồn sầu về Chúa và chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nó ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và đồng lãnh thiên thần, các vệ thần và quả thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, Chúa con không ngừng hát bài ca cùng vinh quang Chúa. Xin Chúa thương yêu đến tôi tớ Chúa là linh mục ông Thomas Phan Kim Bộ, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho ngài đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng công nhân Chúa.
Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người tôi cười và trong người và mọi thanh tự và vinh quang đều quy về Chúa và xa toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người này chúng ta giáng nguyện ban. Thank you.
chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích vượt qua để cầu cho người con của Chúa là ông Thomas Phan Kim Bộ mới qua đời. Xin Chúa thương đón nhận ông Thomas vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống tôn giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải chôn thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài người anh em của chúng ta là ông Tô Ma Quan Kim Tổ mà chúng ta sắp chôn cất vì xác thịt hơn nét, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong ngàn các thánh và cho linh hồn ông Tô Ma được xung họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lời nhân từ trong khi xét xử để ông Tô Ma được cứu độ và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được ra hòa với Chúa Cha, được đấng chân trên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng ngưỡng nguồn vui thức diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Chúng ta giữ lời cầu nguyện. Lạy Cha đất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh em của chúng con đây là ông Thomas Phan Kim Bộ. Chúng con trong tay Cha, xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn ông Thomas sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ân huệ dồi dào cho người anh em của chúng con đây là ông Thomas khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và bằng chứng của sự khác thánh thông đâu trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho ngôi tớ Chúa và cho chúng con đang khi còn ở lại được dùng những lời đẹp đức tin mà đang ngủ nhau, đợi ngày mọi người được tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh người anh em của chúng con nên là ông Thomas. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
đạo công tư. Kính thưa ban hành giáo, các tổ đoàn cùng các vị pháp môn các bà anh chị em, con xin thay mặt gia đình ta hiếu xin con lời cảm tạ. Trước hết chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa đã nâng đỡ bổ đáp chúng con trong những tầm phúc đau thương này. Gia đình chúng con hết lòng cảm tạ cha đã ân đến lễ trọng này, cầu cùng Thiên Chúa xin Chúa thứ tha và đó là linh hồn cô ba người thân của chúng con về với thánh nhân người. Và lời cầu nguyện và chia sẻ của cha đã làm thêm lòng tín thác vào Chúa và quên đi lòng nước mắt đau buồn. Chúng con hết lòng cảm tạ ban hành giáo, các hội đoàn, ca đoàn, đoàn tin nhạc đã nhiệt tâm cầu nguyện và phục vụ thánh lễ rất trọn vẹn và xuất sắc. Chúng tôi hết lòng cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng anh chị em hiện diện nơi thánh đường hôm nay đã hiệp thông cùng cha phụ tá thân lên lời cầu nguyện cho linh hồn cô ma thân nhân của chúng con được Chúa đón thương nhận về với người. Sau thánh lễ, chúng con kính xin ban hành giáo, các hội đoàn cùng các cụ, các ông, các bà, anh chị em đưa thân nhân của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng tại đài hóa thân phạm vũ. Chúng con hết lòng cả tạ cha phụ tá cùng toàn thể cộng đoàn. Xin Chúa trả công hồi hậu cho các ngài. Cuối con xin cúi đầu cả. Chậm thật chậm, người nằm xuống
khép mắt âm thầm đi vào bình yên tình yêu vô cạn. Chậm thật chậm, Chúa đến rồi, tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Trầm thật trầm, người nằm xuống khép mắt âm thầm đi vào bình yên tình yêu vô cạn. Chậm thật chậm, Chúa đến rồi, tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hỏa táng ông Tô Ma. Việc hỏa táng nhắc nhở chúng ta một cách sống động về thân phận mỏng còn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ bùn cho, rồi lại cho họ trở về cho bùn. Đợi mai sau sẽ tái tạo lên một thân xác mới khiêm lệ hơn trong thế giới mới. Nhờ bị tích rửa tội. Khi còn sống, ông Tô Ma Phan Kim Hổ đã được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô. Giờ đây ông đã hoàn tất cuộc tu hành trần thế trong bình an của Chúa Kitô. Ông Tô Ma trở về quê trời tốt đẹp và vĩnh cửu, cậy nhờ vào lòng từ bi của Chúa Cha. Chúng ta cầu xin cho ông Tô Ma Phan Kim Hổ, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để khi Chúa Kitô trở lại, chúng ta có thể đoàn tụ trong ánh sáng vĩnh cửu của Chúa. Và khi chúng con qua đời, người còn làm cho thân xác này sống trở về lại các cung. Xin Cha chúc lành và thánh hóa mọi người chúng con sát trùng để hỏa táng người anh em tín ngưỡng con là ông Tô Ma Phan Kim Hổ. Chúng con cầu xin nhờ Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn luôn là nguồn trợ lực cho chúng ta trong những cơn thử thách đau thương. Cuối cùng, lời Chúa là sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh chúng ta. Vậy chúng ta hãy khóa thân tình yêu thương của Chúa và lắng nghe lời nguyện. Phải chúng thánh bao lâu thông đồ của tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, bởi vì chúng ta được lãnh nhận yêu thương quốc bền không may chuyển, và chúng ta phải lấy ơn Thiên Chúa. Với lòng lấy ơn đó, chúng ta kính sợ thẳng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Ngài. Quả thật Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa yêu, đó là lời Chúa. Xin cho ngọn lửa đến Chúa yêu người cũng luôn
Xin Cha cho mỗi người chúng con biết quên mình, biến tan đi trong cuộc sống phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ra tiếng của ông Thomas, nhận được mọi ơn lành của Cha và gặp được nơi mọi người lòng yêu mến Cha như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. Biết lấy chi mà đền nghĩa mẹ công cha, như thể Thái Sơn nghĩa mẹ, như mạch suối nguồn. Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính. Cha thương giữ gìn gia đình, đức tin tỏa sang việc lành, cương quyết một đời nên tha. Nguyện xin Chúa cho con được luôn mang an vui
ơi xóa bao tuổi buồn của cha của mẹ hôm nay, đền ơn dưỡng dục tháng ngày. Nguyện xin Chúa thương cha mẹ con trên dương gian phúc ân đầy tràn, đời sau trên cõi vinh quang hòa vang khúc nhạc khải hoàn. Cho con được là một bông hoa để tiến dâng lên cha tuổi già, cho con như thể khúc ca hát tặng ơn mẹ hải hà. Lòng tạc lòng đời luôn tin yêu, nguyện trở thành người con chi hiếu, mãi sau Chúa cả trên trời ban cho hạnh phúc tuyệt vời, chung hướng cùng mẹ cùng cha. Nguyện xin Chúa cho con được luôn mang an vui xóa bao tuổi buồn của cha của mẹ hôm nay, đền ơn dưỡng dục tháng ngày. Nguyện xin Chúa thương cha mẹ con trên dương gian phúc ân đầy tràn, đời sau trên cõi vinh quang hòa vang khúc nhạc khải hoàn.